Dương chào tất cả các anh chị trên Facebook và trên YouTube. Thì anh chị cũng biết rằng là Dương đang ở Na Uy ha. Thì Dương ở Na Uy cũng gần được 3 năm rồi. Trong cái quá trình mà Dương làm video clip đó, Dương chia sẻ về những cái sự khác biệt trong đời sống của người Việt tại Na Uy. Thì cũng có khá là nhiều bạn bè ở tại Na Uy này vào hỏi thăm Dương, và cũng có nhiều anh chị ở Việt Nam cũng vào nhắn tin cho hỏi Dương rằng là cái việc mà đi Na Uy có dễ không và đời sống ở Na Uy nó như thế nào. Thì hôm nay thì Dương sẽ làm một cái clip để Dương chia sẻ về cái điều này. Thì qua những cái sự trải nghiệm của Dương, qua những cái sự hiểu biết của Dương đó, thì Dương hy vọng rằng sẽ giúp cho tất cả các anh chị có một cái sự hình dung về đời sống của người Việt mình bên đây, và những cái người mới sang Na Uy thì sẽ sống như thế nào, để chúng ta hiểu biết thêm hoặc là chúng ta có một cái sự chuẩn bị ha. Thì anh chị biết không, khi mà ở Việt Nam thì anh chị quanh quẩn ở trong đó, anh chị sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với mọi người. Và anh chị biết rằng là khi anh chị sang nước ngoài thì anh chị bắt buộc phải học một cái ngôn ngữ mới, đúng không? Và chúng ta biết rằng cái ngôn ngữ chung đó là ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu mà anh chị đã biết được rằng mình chắc chắn mình đi ra khỏi Việt Nam và mình đến đây mình định cư, thì chúng ta cố gắng chúng ta đi học tiếng Anh. Học tiếng Anh để làm gì? Học tiếng Anh để qua bên đây anh chị có thể bắt tay, anh chị có thể hòa nhập với cuộc sống Na Uy liền. Tại vì ở bên Na Uy này, cái ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Na Uy, nhưng mà tiếng Anh là cái ngôn ngữ được sử dụng giống như tiếng Na Uy vậy. Người Na Uy có thể nói tiếng Anh giống như là họ nói tiếng Na Uy. Điều đó muốn nói lên cái gì ạ? Có nghĩa là ngôn ngữ tiếng Na Uy và tiếng Anh được xem như là một cái ngôn ngữ ngang bằng nhau, cả hai đều quan trọng. Nếu biết được tiếng Anh là anh chị đã hòa nhập được cuộc sống ở Na Uy rồi, và anh chị nói, anh chị hỏi, anh chị có những cái sự hiểu không hiểu gì bằng tiếng Na Uy thì chúng ta dùng tiếng Anh, và những người có cái ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản thì chúng ta sẽ dễ sống hơn là so với những người mà qua Na Uy mà chúng ta không có ngôn ngữ gì. Cho nên nó đã xác định rằng là chúng ta sang Na Uy để định cư là bằng mọi cách chúng ta phải học tiếng Anh. Rồi khi đó qua bên Na Uy chúng ta học tiếng Na Uy sau cũng được, không sao hết. Tại vì cái ngôn ngữ tiếng Na Uy đó là chúng ta buộc phải đến trường chúng ta học. Thì nghe thầy cô giáo dạy, rồi họ hướng dẫn về ngữ pháp, rồi chúng ta nghe họ phát âm, nghe họ nói chuyện mỗi ngày thì chúng ta quen dần đi. Chúng ta quen dần đi cái ngôn ngữ này thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà đối với mình là mình cần phải đi mua sắm, mình cần phải bước vào, mình phải hội nhập ngay cuộc sống bên đây thì chúng ta nên có tiếng Anh. Và thậm chí là những phút giây, những tháng ngày đầu tiên anh chị qua tới Na Uy, một số nơi anh chị sẽ tới đó là gì? Cái thứ nhất là anh chị sẽ đến sở cảnh sát. Trong thời gian 7 ngày đầu tiên đó là khi chúng ta được cái visa đến Na Uy, thì khi anh chị được đặt chân đến Na Uy là anh chị phải đến cảnh sát ngay trong thời gian 7 ngày đầu tiên. Đến đó để họ chụp hình, để họ lăn tay nó, để họ cập nhật thông tin, và họ sẽ cho anh chị cái số người. Cho anh chị cái số người này là cái số người anh chị sẽ dùng suốt đời nếu anh chị ở tại Na Uy. Đó. Cái sau đó nữa là anh chị phải đến cái sở thuế. Đến cái sở thuế anh chị ha, là lúc cái này là anh chị muốn đi làm hay này kia nọ thì bên sở thuế họ phải cập nhật thông tin của anh chị, và họ cho anh chị cái gọi là cái gì, bên cái giấy báo thuế, cái gì bên thuế đó anh chị, đọc mình phải qua bên đó và mình phải đăng ký cái thường trú, có nghĩa là giống như mình phải đăng ký cái mình đến cái ủy ban đăng ký dân số vậy đó. Nhưng mà ở bên đây thì cái gì cũng làm ở trên net hết ha. Là trước khi mình đến đó thì mình cũng phải làm việc ở trên internet, mình đặt giờ rồi này kia nọ, chứ không phải là mình đi đến là mình bấm số mình chờ đâu ha. Ở bên đây thì mọi thứ là chúng ta đều làm việc trên internet. Chúng ta đặt giờ này kia nọ xong xuôi hết rồi á, bắt đầu là tới ngày giờ đó là chúng ta sẽ tới. Ví dụ như anh chị là ở bên Việt Nam đi, thì anh chị xác định rằng là cái ngày 30 tháng 5 là anh chị sẽ đáp cái máy bay đó xuống tới Na Uy này. Là ngày 30 tháng 5 ví dụ vậy. Thì trong thời gian đó, ví dụ 30 tháng 5 không có 31 đi, thì tới cái ngày cuối cùng là ngày 7 tháng 6 là anh chị phải làm, anh chị phải bước chân tới sở cảnh sát để anh chị đăng ký thông tin. Thì trước cái thời gian đó là từ tháng 4 hoặc là đến tháng 5 là cái phía cái người chồng hoặc cái người vợ của anh chị ở bên Na Uy họ phải đặt giờ cho cảnh sát. Để khi mà người từ Việt Nam sang đó là trong thời gian 7 ngày đó là bằng mọi cách phải chuẩn bị hồ sơ hết, mang tới sở cảnh sát để mà làm cái thủ tục giấy tờ, xin cái số người. Đó là chụp hình lăn tay rồi bổ sung một số cái hồ sơ, mang cái passport mình ra đó để mà mình được chụp hình đó, để mà mình sau đó thì mình được phía cảnh sát họ sẽ cung cấp cho mình cái số người. Thì Dương muốn nói là cái nữa là nếu anh chị có tiếng Anh ra sở cảnh sát á, người ta nói tiếng Anh với anh chị,
Nếu anh chị có tiếng Anh, anh chị ra sở thuế người ta nói tiếng Anh với anh chị. Mình dùng tiếng Anh được, cố gắng bằng mọi cách phải có tiếng Anh ngôn ngữ thì lúc này mình sẽ không có bị khó khăn trong cái cuộc sống. Có nhiều người hỏi qua bên đó sống làm sao? Sống khó sống là do cái ngôn ngữ, mình không có ngôn ngữ. Và nhiều người cứ nghĩ rằng phải là qua bên tiếng Wanawi là họ không có dùng tiếng Anh, không có. Cái ngôn ngữ tiếng Anh là giống như cái ngôn ngữ tiếng Na Uy, người Na Uy họ nói được tiếng Anh giống như họ nói được tiếng Na Uy vậy. Họ nói rất là giỏi chứ không phải là nói tiếng Na Uy rồi á, anh chị nói tiếng Anh rồi họ là nói tiếng gọi là không dùng được tiếng tiếng Anh ở bên bên Na Uy nha. Nói lại một lần nữa, cố gắng học ngôn ngữ tiếng Anh trước tiên. Nó để cho chúng ta có thể có sự hòa nhập. Rồi cái thêm cái nữa là đối với những cái người mà đi mà Dương thấy đa phần là những cái người đàn ông mà bên Na Uy đi về Việt Nam, anh chị thường thường hay tìm những cái cô gái hiền lành quê mùa này cái nọ anh chị để bảo lãnh sang Na Uy. Thì những cái người đó thường thường là họ ít học lắm, họ ít học hoặc là học một cái tới một cái chương trình nào đó, học ví dụ học lớp 12 thì thôi và họ đã nghỉ lâu rồi và họ không có đi học lại thì nó đâm ra cái tâm lý nó hơi lười lười. Thì qua bên Na Uy anh chị là những cái thành phần đó cũng cũng rất là khó để mà thích nghi sớm. Và khoảng một một năm đầu tiên, 2 năm đầu tiên là cái tâm lý chán nản nó sẽ xảy ra. Tại vì cái đời sống mình đã quen ở Việt Nam là mình có họ hàng, mình có bà con, rồi mình có tiệc tùng giỗ quẩy thường xuyên liên tục. Ở bên Na Uy nó hàng nó có nó hoàn toàn khác biệt, nó không có giống gì hết. Nhiều khi anh chị ở bên đây cả năm trời anh chị không có đi một cái đám giỗ nào, nhiều khi cả năm trời anh chị không có đi một cái đám thôi nôi đại tháng nào. Tại vì bên đây tổ chức tiệc á không có giống như ở Việt Nam. Họ ở bên đây không phải là giống như là nhà bự, ví dụ như vùng nông thôn độ mình có nhà bự cái mình tổ chức tiệc tùng cái mình mời bà con họ hàng tới. Ở bên đây không có, chị ai cũng lo đi làm hết, tới những cái ngày lễ lạc tiệc tùng họ làm nhỏ lắm, họ gói gọn trong gia đình của họ mà thôi chứ họ không có dựng lều dựng trại lên họ ăn cái kiểu giống như ở Việt Nam đâu. Và họ tổ chức họ làm một cái gì đó cũng đơn giản lắm nha, chứ không phải như Việt Nam. Cho nên cái cuộc sống mà của người Việt của mình ở Na Uy nó hoàn toàn nó khác so với cái cuộc sống ở bên Việt Nam. Nó cũng cái điều đó thôi nó cũng đã làm cho chúng ta cảm thấy là nó hơi khó thích nghi rồi. Và thêm một cái nữa là cái thời tiết ở bên Na Uy đó anh chị là nó kéo dài, thời tiết lạnh nó kéo dài bắt đầu từ tháng 9 là nó bắt đầu bước vào mùa thu. Mùa thu là trời lạnh rồi, anh chị bắt đầu mặc áo dày rồi. Tháng 9, tháng 10, tháng 11 bắt đầu là mùa đông. 11, 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Thậm chí nhiều khi cuối tháng 4 tuyết vẫn còn rơi hoặc thậm chí đầu tháng 5 tuyết vẫn còn rơi. Nó phụ thuộc vào cái sự thay đổi, biến đổi khí hậu nữa. Cho nên nó là thời tiết nó lạnh, nó hơi khó ở. Nếu anh chị nào mà đã quen với cuộc sống ở Việt Nam rồi mà không thích, không chịu được lạnh là anh chị sẽ cảm thấy rất là chán. Và mùa đông lại càng chán hơn nữa là tuyết nó rơi ngập lối luôn. Mình đi nó mấy ngày à, vào lúc nào mặc quần áo cũng đầy, dày thì là dày. Mặc quần áo nhiều thật là nhiều chứ còn không mặc đủ là nó lạnh. Đó là những cái sự khác biệt. Rồi cái người Na Uy á anh chị là họ cũng không có cái thói quen là họ nói chuyện với mình. Ở bên Na Uy á là không có thói quen họ lại họ nói chuyện với mình đâu, mình phải bắt chuyện với họ mà đôi khi họ cũng không muốn nói chuyện với mình tại vì người Na Uy họ không có cái thói quen là nói chuyện với những người mà họ chưa quen biết. Họ chưa có quen biết mình mà mình bắt chuyện họ cũng giữ mình lắm anh chị. Đó là những cái sự khác biệt còn nhiều cái nữa. Cho nên là khi mà đối với lại những cái người Việt mà sang Na Uy á, anh chị nghĩ rằng á, qua Na Uy chắc dễ dễ sống lắm, không có. Cái khó khăn là từ phía mình nè. Thì phía mình là thứ nhất mình không có ngôn ngữ. Mình là cái người Á Châu mà Na Uy á, là nằm trong cái khu vực Bắc Âu là một cái nơi mà có thời tiết lạnh. Cái cách ăn uống của nó cũng không có giống mình nữa. Ở bên đây anh chị nó không có ăn uống giống như mình, sáng anh chị ngủ dậy xong anh chị đánh răng rửa mặt rồi nếu mà anh chị đi làm anh chị mặc quần áo vô cái anh chị ra ngoài ngồi ngoài hàng quán anh chị kêu cái tô phở anh chị kêu một cái tô hủ tiếu anh chị ngồi ăn xong cái anh chị đứng lên anh chị đi làm. Thì qua Na Uy nó sẽ không có như vậy. Ở bên Na Uy không có một cái quán hàng phở một cái hàng hủ tiếu nào mà mở cửa lúc 7 8 giờ sáng cho anh chị hết á, không ai có, không có đó. Nếu mà chúng ta muốn có đồ ăn là chúng ta phải đi siêu thị từ bữa trước, chúng ta mua những cái ổ bánh mì về ha, rồi chúng ta cắt lát ra chúng ta mua những cái đồ ví dụ như thịt chà bông hoặc là dăm bông hoặc là những cái miếng thịt đồ nguội đó anh chị, hoặc là những cái bơ đồ á, những cái phô cheese đồ chúng ta bỏ lên chúng ta mặc ke nó lại, chúng ta đóng nó lại, chúng ta gói nó lại trong cái nhựa mỏng á, nhựa mà bọc thức ăn đó mà chúng ta bỏ chúng ta mang theo ha. Chứ còn không có giống như Việt Nam là anh chị thấy sáng cứ đi xe máy trên đường rồi. À, chúng ta đói bụng chúng ta có thể ghé mua gói xôi rồi chúng ta có thể ghé mua ổ bánh mì hoặc là kia nọ anh chị. Ở bên Na Uy nó khác, ở bên đây buổi sáng nó cũng mở nhưng mà những cái đồ ăn đó anh chị ăn sẽ không có quen.
Tại vì mình là người Việt Nam mới sang á, mình không có quen ăn những cái xúc xích mà kẹp bánh mì, mình ăn không có quen được ha. Nó hoàn toàn khác biệt. Và cái đời sống của người Việt ở bên đây nó cũng khá là trầm lắng, tại vì cái dân số Việt Nam, người Việt của chúng ta ở đây nó không có đông. Tổng cái số dân mà người Việt của chúng ta ở đây á, trên toàn đất nước Na Uy thì được khoảng là 24.000 người thôi, họ ở rải rác khắp nơi. Thỉnh thoảng họ cũng có những cái chương trình, họ có những cái buổi tổ chức để họ gom lại với nhau, nhưng mà thường thường mà những cái người mới sang họ hay khép mình lại lắm. Họ hay có những cái sự giống như tôi không quen với môi trường đó, cho nên là sẽ không có ai, không có bạn bè, không có người thân, mà cái người thân chính của mình là người chồng hoặc người vợ của mình đó. Bây giờ nếu mà cái người chồng của vợ của mình mà cũng không có sinh hoạt trong cộng đồng hoặc là không có tham gia vào những cái đó thì chỉ có hai vợ chồng quây quần với nhau mà thôi. Nếu mà không có con thì chỉ có hai vợ chồng là đi ra đi vô đụng mặt với nhau thôi, thì cũng dễ đâm ra cảm giác chán và buồn. Những người nào mà ưa cái cuộc sống mà nhộn nhịp sôi nổi đó thì sẽ không có chịu nổi cuộc sống ở Na Uy trong thời gian 2 năm đầu. Nhưng mà nếu mà các anh chị đã ở được 2 năm rồi á, sau này mà anh chị muốn đòi về Việt Nam, anh chị đi về Việt Nam rồi anh chị sẽ hối hận. Tại vì khi anh chị ở bên Na Uy là anh chị đã quen được cái sinh hoạt, về cái cách di chuyển, về cái cách ăn uống mua bán này bên Na Uy rồi, thì anh chị về Việt Nam anh chị sẽ không ở được ở Việt Nam, và anh chị muốn qua lại. Đó là cái kinh nghiệm, đó là những cái gì mà Dương nghe được từ những người bạn của mình, là khi mà họ đi về Việt Nam, tại vì họ thấy bên Na Uy chán, họ về Việt Nam thì họ lại muốn qua lại Na Uy, nhưng mà lúc đó thì không có quay qua được nữa, không có còn cơ hội ha. Thì cho nên là cái khó khăn là phải vượt qua được những cái lúc ban đầu, 1-2 năm đầu. Đối với những cái người Việt mới sang á, ở Việt Nam cái phương tiện mình đi chính á, có nhiều người có xe hơi thì Dương không nói, nhưng mà đa phần là ở nhà có xe máy, xe tay ga, thì mình sử dụng xe tay ga làm cái phương tiện vận chuyển để mà di chuyển, để mà mình đi làm hoặc là mình đi mua đồ ăn. Thì ở bên đây nếu mà nhà chồng mình á, vợ mình có xe hơi thì dễ rồi ha, nhưng mà đa phần là mình sẽ đi những cái phương tiện công cộng đó, mình đi những phương tiện công cộng. Mà ở bên Na Uy này, nếu mà chúng ta ở trong những cái khu trong những cái thành phố, ví dụ như chỗ Dương ở thì cái siêu thị nó rất là gần, thì chúng ta đi bộ chúng ta có thể mua. Nhưng cực cái là chúng ta ở bên đây không phải là đi mua đồ ăn mỗi ngày, không giống như Việt Nam là anh chị sáng anh chị đi làm xong cái chiều chị về ghé chợ mua ít đồ ăn cái về nấu ăn rồi cái bữa sau lại tiếp tục, không có. Thì đa phần là người ta sẽ mua đồ ăn về người ta để cả tuần lễ hoặc để cả tháng, ví dụ như là những loại thịt cá gì đó mà nó có thể bỏ đông được á, thì họ mua họ để trong tủ đông và họ lấy ra họ ăn từ từ. Còn những cái loại rau sống á, thì họ có thể là 2-3 bữa họ mua ăn một lần. Còn là đa phần là trong gia đình của người Việt luôn luôn có cái tủ đông để chứa những cái đồ ăn, và thường thì họ hay đi qua Thụy Điển đó để họ mua đồ, tại vì đồ ăn ở bên Thụy Điển nó có phần nó rẻ hơn bên so với bên Na Uy, cho nên là một chuyến đi như vậy họ mua rất là nhiều đồ đông đá về để mà họ bỏ vào tủ đá họ ăn dần. Cái việc mà bỏ đồ ăn trong đông tủ đông đá cũng là một cái sự việc mà làm cho người Việt ở trong nước họ hiểu nhầm nữa nè. Ngày trước khi mà Dương qua Na Uy đó, Dương nghĩ rằng đồ ăn đông đá nó không có tươi, nó không có ngon, nhưng mà mình nghĩ vậy nó mới đúng. Tại vì sao anh chị, người ở bên Na Uy tất cả mọi thứ đồ ăn đó, khi mà ví dụ thịt này kia nọ cá đồ đó là nó cắt ra nó xẻ ra là bỏ vô tủ đông nó làm đông liền. Và cái sự làm đông này nó hạn chế, nó ngăn chặn cái việc virus sinh sôi nảy nở phát triển. Tại vì nó làm xong mà bỏ vô đông liền anh chị thì làm gì có cái cơ hội mà virus phát triển. Còn ở Việt Nam mình á là nó xẻ thịt ra cái nó đem nó phơi nó để tùm lum ra ngoài trời, ngoài bàn, ngoài ghế, ruồi nhặng nó bu thì nó rất là mất vệ sinh an toàn. Cho nên nhiều người nghĩ ô thịt tươi chắc ngon hơn, không có đâu anh chị. Cái thịt đông đá đó mà nó ngăn ngừa được cái chuyện mà bị nhiễm virus này kia nọ vi khuẩn đâu anh chị ha. Cho nên là khi mà chúng ta qua bên đây chúng ta thấy ồ sao cua cũng đông đá nè, tôm cũng đông đá nè, nghêu cũng đông đá nè, sò điệp cũng đông đá nè, rồi bánh ít cũng đông đá nè, bánh chuối cũng đông đá nè, sầu riêng cũng đông đá nè, bắp trái cũng đông đá nè, hầu như rất là nhiều thứ đông đá luôn. Đông đá để làm gì anh chị? Đông đá để bảo quản được lâu, nhưng mà ăn nó vẫn ăn rất là tốt chứ không có cái gì mà dở hết. Nhưng mà cái tâm lý người Việt mình là lúc nào cũng ăn đồ tươi thì nó không đúng đó. Để Dương suy nghĩ thêm coi còn cái gì để chia sẻ, tại vì có quá nhiều người vào hỏi Dương luôn là đi qua Na Uy có dễ không Dương. Dương nói với anh chị là Na Uy là một cái quốc gia có một cái phúc lợi xã hội rất là tốt, là ví dụ như anh chị ở bên đây anh chị làm việc và anh chị đóng thuế, nếu mà anh chị có lỡ bệnh tật gì đó mặc ngặt nghèo đi chăng nữa thì vô bệnh viện nhập viện là anh chị được điều trị miễn phí, chứ không phải là giống như ở Việt Nam.
Rồi khi mà anh chị, nếu anh chị đang đi làm mà anh chị lỡ mà bị một cái tai nạn gì đó mà anh chị không còn lao động được nữa, cái kiểu không còn lao động được nữa không giống như Việt Nam là anh chị liệt, nên anh chị liệt nằm chỗ đó này kia nọ nha, không phải. Anh chị nó khám nghiệm là cái mức độ anh chị không làm lao động được nữa. Anh chị có nhiều người đó, nó đưa ra cái bác sĩ nó có cái giấy, có nghĩa là giống như là xác xác nhận là người này không còn lao động được nữa, mà những cái người đó vẫn thấy họ vẫn đi uống cà phê, họ vẫn lái xe đều đều, không có bị gì anh chị. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà bác sĩ đã xác nhận người này không còn khả năng lao động làm việc được nữa, thì lúc này là chính phủ sẽ nuôi họ luôn. Hàng tháng họ sẽ có một cái số số tiền gì đó họ hỗ trợ cho người bệnh đó, chứ không có phải giống như Việt Nam là chúng ta bệnh rồi là xong hết, rồi chúng ta không còn đi làm nữa, là chúng ta không kiếm được tiền. Được một cái là cái phúc lợi xã hội, nó từ phúc lợi đó nó bao gồm nhiều thứ anh chị, tiền hưu nè, rồi sức khỏe nè, rồi giáo dục nè, rồi học bổng rồi này kia nọ, rất là nhiều thứ, nó rất là tốt. Cho nên là Na Uy nó gần như là nó không có quan trọng là cái người đó đến Na Uy rồi sẽ nó sẽ tìm cách nó giữ lại, không có đâu anh chị. Ở bên đây mà anh chị ở không có hợp pháp đó, không được ở một cách đàng hoàng á, thì nó sẽ bằng một cách nó trục xuất anh chị đi luôn. Tại vì nếu mà nó trục xuất anh chị vậy khỏe cho nó không có phải thêm một gánh nặng nữa. Tại vì cứ mỗi một người đi vào như vậy là nó phải lo rất là nhiều, chứ không phải nó không lo ha. Và cái việc mà làm là giải quyết hồ sơ đó thì tùy thuộc vào mỗi người. Ví dụ như cái người bảo lãnh của anh chị ở bên Na Uy đó, trước giờ họ không có làm gì sai hết. Họ chưa có bảo lãnh ai, họ chưa bị những cái rắc rối về giấy tờ á, thì khi mà họ chứng minh được họ đủ cái nguồn thu nhập thì họ bảo lãnh anh chị thời gian đi rất là lẹ. Làm đúng hồ sơ rồi á, thì họ bảo lãnh anh chị đi rất là lẹ. Còn đối với những người mà chờ đợi thời gian lâu là anh chị coi chừng, là tại vì cái người ở đó ở bên Na Uy có bị vướng cái gì rồi, bị sai cái gì rồi, bị vi phạm cái gì rồi, bị làm cái điều gì đó không đúng rồi, cho nên là hồ sơ các bạn chờ lâu 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nếu mà cái thu nhập không đủ, Dương không nói, mà nếu làm sai về về luật pháp là nó bắt anh chị chờ lâu dữ lắm. Ví dụ như trường hợp của Dương ngày trước là những cái người bạn nộp hồ sơ giống như Dương, đi qua Na Uy giống như Dương luôn, mà chỉ cần 15 tháng là họ đã đi được rồi. Mà trong khi họ nộp hồ sơ sau Dương nữa anh chị, mà 15 tháng họ đã đi được rồi, còn Dương phải chờ tới 26 tháng luôn. Mà trong thời gian đó là Dương phải chạy. Thì Dương chờ tới 6 tháng là lúc này là Dương bị dự, có nghĩa là cái người bảo lãnh của mình ở bên Na Uy bị dướng một số loại giấy tờ. Thì lúc này Dương phải cố gắng đi chạy giải quyết cái giấy tờ đó cho xong xuôi hết, bắt đầu mình đưa vào mình giải quyết cái chỗ đó rồi thì bắt đầu Dương mới được đi. Đó, chứ nó không có dễ. Chờ đợi có những người chờ đợi 4 5 năm luôn cũng chưa được đi nữa anh chị. Và có nhiều người nộp hồ sơ cho đã cuối cùng bị bác đơn ha. Nó không có dễ. Và có nhiều người hỏi là Dương ơi, có cách nào Dương giúp cho anh chị đi qua Na Uy được không? Dương nói thiệt với anh chị, đâu Dương đâu có cái thẩm quyền đó, Dương không có cái thẩm quyền mà để đưa anh chị sang Na Uy. Dương được đi Na Uy và cái việc Dương ở lại Na Uy này là do cái phía cơ quan UDI, cái cơ quan ngoại kiều, họ quyết định là cho Dương được ở lại đây hay không, chứ Dương đâu có cái quyền quyết định mà đưa cho anh chị qua. Có nhiều người chạy vào nói Dương ơi, Dương làm ơn Dương giúp anh giúp chị qua Na Uy làm việc, giúp anh giúp chị qua Na Uy định cư. Dương đâu có thể làm cái được được, đây là đất nước Na Uy và đất nước của người ta có luật pháp đàng hoàng, mình chỉ cần làm đúng thôi, đủ điều kiện là mình đi thôi, chứ không phải là tự nhiên cái không Dương thò tay Dương bóc anh chị qua, không có được. Dương chỉ là một cái người chia sẻ những cái thông tin để cho những người anh chị ở Việt Nam hoặc là những cái người mới sang đó hiểu thêm. Thì ngày xưa Dương nói thiệt với anh chị, Dương không biết tìm thông tin ở đâu, tại vì Dương biết rằng là trong tương lai Dương sẽ đến Na Uy mà không có một cái nguồn thông tin nào có thể cung cấp được, và Dương cũng chẳng biết tìm ai để Dương hỏi thăm cả. Mình gần như là mình bị bí thông tin, mình bị bít thông tin, tại vì Dương đâu có bạn bè ở nước ngoài anh chị, rồi hỏi cái gì bây giờ mình biết hỏi làm sao. Cho nên là cái đó cũng là một cái mà cho Dương nghĩ rằng là khi Dương đã biết được một cái gì đó thì Dương cũng nên chia sẻ để cho các anh chị một phần nào hiểu được cái đời sống ở bên Na Uy này. Qua bên Na Uy này là cái thời tiết nó đã khác rồi anh chị, rất là nhiều thứ nó khác nhau. Anh chị đừng nghĩ rằng sáng ở bên Việt Nam 5 6 giờ sáng là trời sáng, phải không? 6 giờ chiều là trời tối, là như vậy. Không có, ở bên Na Uy nó khác nữa, nó khác mùa hè với mùa đông. Ví dụ như ở mùa hè ở bên Na Uy anh chị, cái trời sáng nó rất là sáng, ví dụ như thậm chí có những lúc mà 2 3 giờ sáng trời sáng trưng à. 2 3 giờ sáng trời sáng trưng luôn. Đó là mùa hè. Và thậm chí 9 10 giờ tối, 11 12 giờ tối mặt trời còn mọc. Mùa hè. Còn mùa đông á là tới 8 9 giờ sáng rồi trời còn tối thui à. Rồi tới 2 3 giờ chiều á, là trời thui luôn, có nghĩa là mùa hè cái thời gian ban ngày nó ngắn ngủn mà. 8 9 giờ sáng mà trời tối mù tối mịt. Rồi nó sáng bắt đầu 10 giờ sáng 11 giờ sáng nó sáng được một chút, tới 2 giờ chiều là trời tối thui. Cho nên là mọi thứ nó đều khác ha.
Wanawi là nó khác hoàn toàn ha, chứ nó không có giống ha, cho nên là đừng có suy nghĩ ồ qua bên Naui nó cũng giống, nó khác hoàn toàn, tất cả mọi thứ đều khác hết. Và chúng ta sẽ thấy được là bên đây là chúng ta ở được 3 năm, chúng ta sẽ được cái gì, được đi bầu cử ở phía phía commune nè, có nghĩa là phía phía thành phố á, phía quận á, quận hạt các anh chị. Rồi bắt đầu chúng ta có quốc tịch rồi á thì chúng ta sẽ được bầu cử ở ở quốc hội, có nghĩa là chúng ta có những cái quyền công dân mà ở Việt Nam chúng ta không có. Thì cái chương trình này Dương sẽ tiếp tục làm sau nữa, thì Dương xin dừng lại. Dương chúc anh chị, những người mà chuẩn bị qua Na Uy, rồi có những cái thông tin bổ ích về cái cuộc sống của người Việt tại Na Uy. Nếu anh chị có những cái thắc mắc, cái gì muốn hỏi thì anh chị cứ comment ở bên dưới. Những người nào mà theo dõi những cái video clip của Dương, anh chị cố gắng nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà Dương có clip mới. Và nếu anh chị cần Dương chia sẻ hoặc là hỏi những cái kiến thức liên quan tới luật ở tại Na Uy thì anh chị cứ comment. Nếu Dương không trả lời được thì Dương cũng sẽ nhờ những người bạn của mình có kiến thức chuyên môn, họ sẽ hỗ trợ cho Dương và Dương sẽ đưa thông tin lên. Dương xin chào và hẹn tất cả anh chị ở những cái clip sau ha.